kính chào quý vị. Dịch Covid-19 tái bùng phát lần thứ tư, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các quán ăn chỉ bán mang về hoặc bán online, không bán tại chỗ. Thêm vào đó, để đảm bảo an toàn mùa dịch, nhiều người hạn chế ra đường, chỉ đặt hàng online thông qua ứng dụng. Nhờ lượng đơn hàng tăng lên, giới shipper đắt hàng hơn so với ngày thường. Hình ảnh xếp hàng dài của các shipper trước các quán ăn đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trở lại như hiện nay. Mình chạy mấy hôm nay thì mình thấy sự đơn hàng nó có tăng hơn được trước một chút xíu, tại vì khách hàng họ cũng hiểu vấn đề là không được tới quán ăn nên là sẽ đặt bên shipper nhiều hơn thì có tăng hơn một chút. Mình nghĩ là nếu mình cho tính phần trăm thì phải tăng lên từ 20-30% so với ngày trước, nhưng mà nó cụ thể mình không biết, tại cũng tùy ngày. Thì lượng đơn tăng hơn thì đương nhiên là tài xế được hưởng nhiều thu nhập cao hơn một tí. Vậy bên các hãng thì cũng đều hỗ trợ tài xế về vấn đề dịch bệnh mùa này thì cũng tăng giá tiền lên để cho tài xế được tăng thu nhập. Ưu tiên của mình hàng đầu á, là mình phải giữ khoảng cách. Thứ nhất là giữ khoảng cách, thứ hai là khẩu trang. Thứ ba lúc nào mình cũng mua 1-2 chai dung dịch sát khuẩn mình để sẵn trong giỏ, với lại các quán cũng đều có. Thì theo mình thì mình cứ thường xuyên rửa tay sau mỗi lần, thứ nhất là đưa tiền hoặc là đưa hàng cho khách, thì mình khách có thể yêu cầu mình đứng cách xa 2 mét để đưa. Sau khi đó thì mình sẽ rửa tay để giữ an toàn cho mình và cả khách hàng. Mình nghĩ quy định này là chính xác, tại vì mình thì mình rất tin tưởng chính phủ, đợt dịch lần này sẽ quản lý rất là tốt hơn đợt dịch lần trước. Trước khi thời điểm bùng dịch lần thứ tư thì so với bây giờ thì đơn hàng bây giờ nó nhiều hơn. Thì một ngày em chạy cỡ 25 đơn, rồi sau khi dịch thì em chạy một ngày cỡ 40 đơn. So với thời điểm trước dịch thì doanh thu nó cao hơn một tí. Em tuân thủ mấy cái phòng dịch nên em không có sợ. Em thấy rất là hợp lý, không nên ăn trực tiếp ở quán này vì có thể lây bệnh cho nhau, nên chỉ nên mua về thôi. Cùng với xu hướng mua sắm trực tuyến, lựa chọn shipper giao hàng đang là những hình thức được khuyến khích nhằm hạn chế tối đa mức lây lan của dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, để đạt được sự hiệu quả như mong đợi, cả đội ngũ shipper, khách hàng và chủ quán cần phải nâng cao hơn nữa ý thức đối với việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi giao tiếp, sát khuẩn tay và hàng hóa trước khi giao và nhận hàng.